Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Thực ra thì hồi nãy là Hùng có làm một cái video trước đây rồi, nhưng mà Hùng nghĩ đi nghĩ lại Hùng không upload, Hùng có đăng lên. Bởi vì cái video đó thực ra Hùng nói không kiểm soát được cái lời nói của mình, đụng chạm đến nhiều cơ quan ban ngành và đụng chạm đến nhiều tờ báo. Và mình nghĩ là nếu mà mình đăng cái video đó lên ấy, chắc chắn là cái kênh của mình sẽ bị ảnh hưởng. Người ta sẽ sử dụng những cái phương pháp, những phương án mà làm cho mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là mình sẽ không có đăng video đó và mình xóa rồi. Và bây giờ thì mình đăng video, mình làm cái video này thì mình hy vọng các bạn nghe kỹ. Bởi vì vấn đề mình sắp nói đến đây là liên quan trực tiếp đến các bạn. Liên quan trực tiếp đến cái việc mà các bạn đang đang vay của các app. Các app, mình nói là các app nhé. Thì hồi nãy mình vừa đọc được một cái bài báo, mới đọc thôi. Bài báo này là của một cái tờ báo là Người Sài Gòn. Cái tờ báo Người Sài Gòn các bạn nhé. Mình xem cái địa chỉ báo này ở đâu này. Tờ báo này thì không có thấy địa chỉ đâu cả. Thôi được rồi, bỏ qua cái chuyện địa chỉ của tờ báo. Bởi vì tờ báo này cũng có một cái suy hướng tốt thôi. Thì cái tờ báo này nó có đưa một cái người phản ánh lên trên cái trang báo này thì cũng giấu tên. Và tờ báo này có muốn viết một bài báo. Thì trước khi mình nói chuyện, mình sẽ đọc cái bài báo này cho các bạn nghe. Và các bạn nghe xong, các bạn tiếp tục theo dõi từ đầu đến cuối hết video này. Và tôi cam kết với các bạn rằng các bạn theo dõi xong video này, các bạn sẽ có được những thứ mà các bạn chưa bao giờ có. Tôi nói luôn, tôi cam kết với các bạn thế. Còn nếu mà tôi nói xong mà cái video này các bạn mà cảm thấy mà không có nhận được giá trị gì, hoặc là nó là cái video mà câu lưu câu va câu like câu view ấy, thì các bạn có quyền xóa xóa cái kết bạn của các bạn với tôi và đừng bao giờ vào kênh của tôi nữa. Tôi nói với các bạn, còn các bạn đã xác định ngồi đây mà nghe đến câu này rồi, nghe đến đoạn này rồi mà các bạn không còn nghe tiếp nữa, thì tôi nói xin lỗi các bạn, tới đây các bạn gặp chuyện đừng bao giờ gọi cho tôi. Và các bạn nên xóa thoát, đừng có vào hủy kết bạn, đừng có kết bạn với tôi nữa. Vì các bạn không phải là bạn của tôi. Bạn bè, anh chị em, cô dì, chú bác mà đang theo dõi tôi thì chắc chắn phải nghe từ đầu đến cuối. Tôi nói như thế. Thì tôi sẽ đọc bài báo này trước nhé. Bài báo này có tựa đề như này: Sốc 2 chấm. Vay trực tuyến 3,5 triệu đồng phải trả hơn 17,1 triệu đồng trong vòng 90 ngày. Nghe thì nghe khiếp thật. Vay 3,5 triệu đồng trả thành 17,1 triệu đồng trong vòng 90 ngày. Một khách hàng trực tuyến qua app hay còn gọi là ứng dụng phải trả lãi suất tương đương trên 1.000% trên năm. Bây giờ tôi nói đến đâu, tôi sẽ phân tích kẹp đến nó. Kẹp chứ không phải kèm nhé. Phân tích kẹp là hai cái thằng đi với nhau. Thứ nhất là thưa tờ báo Người Lao Động, cái việc mà 1.000% trên năm này nó là bình thường nhé. Tôi nói là bình thường. Nó vừa rồi khi mà tôi kết hợp với công an tôi làm ấy, kiểm tra ra nó là 1.650% trên một năm. Cái đó mới kinh khủng. Cái này chưa ăn thua gì. Nhưng đây, có một khách tên là PK có phản ánh lên báo, thì báo có ghi thế này này. Phản ánh với báo Người Lao Động, ông TK, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết cuối tháng 11/2020 ông cần khoảng 3 triệu đồng lo việc gia đình, truy cập vào app MoneyCap để vay tiền. Tôi nghĩ là mọi người chắc không còn ai lạ lắm gì với cái app MoneyCap này nữa đúng không ạ? Nó có con mèo ấy, con mèo này này. Tôi nghĩ là mọi người không còn lạ lắm nữa này. Và khoảng 15 phút sau thì tài khoản ngân hàng của TK, ông TK này báo nhận được tiền là 3,5 triệu. Do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sài Gòn Credit, đối tác giải ngân của MoneyCap chuyển. Thì ở đây có một cái hóa đơn, cái phương thức thanh toán là click vào cái link của MoneyCap để trả tiền. Thì nhân đây tôi sẽ kẹp một ý của tôi vào là thế này. Tôi có một câu hỏi tôi muốn hỏi là các cơ quan công an ấy, bên đội điều tra rồi đội an ninh ấy, cơ quan công an ấy, đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Trong khi là bà ngày mùng 2 tháng 12 đúng không ạ? Tháng 12, tháng 11 giờ lâu tôi quên. Bà Nguyễn Thị Thủy, đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Cạn, đã lôi cái vấn đề áp nói hết sức là rõ ràng và sẽ đưa ra những cái phương án để xử lý. Yêu cầu Bộ Công an kết hợp Ngân hàng Nhà nước thanh tra. Nhưng câu chuyện không đâu ra đâu cả. Vào giữa những tháng 6, tháng 7, tôi nhớ là đợt đó là sau cái vụ của anh Lê Thành Tâm,
Và sau đó là có rất là nhiều vụ áp, thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo là triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi, đặc biệt là cho vay nặng lãi bằng online. Tuy nhiên sau đấy thì chỉ có một cái app, một đó là app Các Qua Gần bị kiểm tra đột xuất trong đêm. Nhưng sau khi kiểm tra thì dừng được khoảng tầm đâu đó một tuần, thì tuần sau tiếp tục cái app này vẫn lộng hành và đòi tiền cho đến bây giờ. Vậy thì tôi hỏi cơ quan chức năng ấy, vẫn đang điều tra hay là đang làm gì mà cái app sờ sờ mười mươi khách hàng đầy đủ, tang chứng có, vật chứng có, bây giờ điều tra cái gì nữa mà lại thả hết tụi nó rồi. Bây giờ tụi nó lại quay sang tụi nó đòi, đòi còn kinh khủng hơn lần trước nữa. Bây giờ nó thách thức luôn cái app Các Qua Gần này này. Nó thách thức là công an cũng chẳng làm được gì nó. Nó nói vậy luôn đấy các bạn. Vừa rồi tôi có cho một vài người lên thẳng phòng PC02 để hỏi về cái app Các Qua Gần. Nhưng mà câu trả lời thật là buồn là nói mọi người thôi đừng trả nữa. Bởi vì công an biết là có làm cũng rất là khó. Nói thật sự, bằng chứng thì mỏng manh, bên kia luật thì cứng, tiền thì nhiều. Nói thật sự luôn. Còn tiền nhiều để làm gì tôi không biết nhé. Tiếp là hôm sau cái app này chuyển qua mail của tôi đấy. Ông ấy nói tự xưng là của tôi. Bảng thanh toán vay trong 90 ngày, đóng 6 kỳ, 15 ngày đóng 1 kỳ, với tổng số tiền phải trả lên đến 17,115 triệu đồng, bao gồm tiền gốc, lãi phí dịch vụ, và mỗi kỳ đóng 2.852.500 đồng. Và tôi bị sốc nặng vì trước đó tôi cũng có đã vay của cái app này, app Monicard này 1 triệu nhưng mà chỉ nhận được 700 đồng, và sau đó là phải trả 1.250.000 đồng. Nhưng mà khoản tiền nhỏ nên là tôi không có để ý, là ông ấy không để ý đấy. Tiếp này, vay 3,5 triệu đồng trong vòng 90 ngày với tổng khoản tiền lãi phải trả lên đến 17,115 triệu đồng. Theo thông báo từ app Monicap gửi đến khách hàng, thì nghĩa là khách hàng đã gửi phản hồi cho app Monicap, thì app Monicap nói là khoản vay 3,5 triệu đồng này được thanh toán 15 ngày trên lần, mỗi lần là 2.852.000 đồng, tính ra tổng lãi và phí các loại phải trả là 13,615 triệu đồng trong vòng 3 tháng. Vậy mỗi tháng khách hàng này phải trả lãi và phí các loại lên tới 4.583.333 đồng, tương đương với lãi suất 129,6% trong một tháng. Nếu tính theo năm, khoản vay này của ông TK sẽ phải trả mức lãi suất trên 1.000%. Đấy. Thì trong giai đoạn mà khó khăn của dịch Covid, không chỉ tôi mà nhiều người lao động khác cũng có nhu cầu vay tiền gấp, nhưng với mức lãi suất như vậy thì không ai có khả năng trả nổi. Từ đó đến nay tôi vẫn chịu, tôi từ mỗi ngày tôi nhận chục cả chục cuộc gọi điện thoại, chục cuộc là khiêm tốn đấy. Từ đó đến nay mỗi ngày tôi nhận được cả chục cuộc điện thoại yêu cầu trả gốc lãi cho khoản vay này, nhưng mà tôi thấy lãi suất vô lý nên là tôi gửi đơn đến cơ quan công an. Khách hàng bức xúc, không biết là cái ông PK này gửi đơn thì đến đơn vị công an nào, nhưng mà tôi thấy là nó mỏng manh lắm, mỏng manh lắm. Tôi không muốn nói ra ở đây đâu ạ, khó lắm nhá. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho ông này và mọi người cách để tự xử lý thôi, chứ còn cơ quan chức năng thì thật sự luôn không biết là như thế nào, chứ còn tôi thì tôi nghĩ tôi thấy mệt lắm. Có cơ quan chức năng mà mạnh một chút thì tôi nghỉ luôn, tôi khỏi làm nữa thật sự. Được biết ông TK đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan công an đề nghị làm rõ mức lãi suất này có phải lãi suất tín dụng đen không. Không phải làm rõ đâu bác PK, bác TK, nó là lãi trùng của tín dụng đen đấy ạ. Cho vay cỡ đó mà còn hỏi cái gì nữa đấy. Đây này, tiếp này, theo giới thiệu trên website Monicard là nền tảng tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính trực tuyến 24/7 đang được thử nghiệm bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ một thành viên Lentop, bây giờ top đầu đấy, top cho vay đầu đấy, nhằm hỗ trợ cho các cái nhu cầu tài chính một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lentop là đơn vị quản lý và thực hiện hoạt động tư vấn kết nối tài chính của Monicap, đối tác ngân hàng app, và là này là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sài Gòn Credit. Nào. Về trường hợp khách hàng TK có phản hồi ấy, thì
Trong mail phản hồi báo người lao động, đại diện của công ty Lentop cho biết đã xác minh với khách hàng TK vào ngày 25 tháng 12 2020 các vấn đề về khoản vay của khách hàng và nhận được tin xác nhận của khách hàng về không nhận được tin xác nhận của khách hàng về đã hoàn hoàn trả cái số tiền ha. Đồng thời thì khách hàng cũng xác nhận không có bất kỳ khiếu nại nào về MoneyCap, là nó tự đơn phương nó nói các bạn. Sao lại không có khiếu nại nào? Người ta đi khiếu nại khắp nơi không tới chứ, đúng không? Các khoản vay cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ là credit theo cam kết bảo mật với khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng cho bên phía báo. Đấy. Thì đấy là một cái nội dung của một bài báo. Thực ra tôi cũng chẳng muốn đưa cái bài báo này lên làm gì, bởi vì tôi biết là cái tờ báo này cũng chẳng làm được cái gì bọn app hết. Quanh đi quẩn lại thì cũng viết bài lên để cảnh báo người dân, rồi viết bài lên để câu view, câu like thôi. Tôi nói thẳng luôn. Còn về phía cơ quan công an ấy thì thực tế là tôi không hiểu là phía cơ quan công an đang làm cái gì mà đến bây giờ là có dân gặp chuyện mà không đi cứu. Chết thật. Đấy, vậy thì nếu mà các bạn gặp trường hợp này các bạn làm gì? Tôi luôn nói các bạn rồi, dăm ba tấm hình lên mạng không sợ, gọi điện cho người thân bạn bè không sợ, chúng ta có cái đối sách quy trình để xử lý cái đó. Nếu mà bạn nào muốn thì mình sẽ cho nhé. Tiếp theo nữa là còn nói chung là còn cái chuyện mà đăng hình như hồi nãy mình có nói rồi, còn gọi điện để dọa giết này nọ, không phải sợ các bạn ạ. Bây giờ hai người, một thằng cho vay một thằng đi vay, thằng nào bản lĩnh thì thằng nó ăn thôi. Chứ còn bây giờ các bạn cứ thế này thế kia. Thế đấy thì tôi cũng có đôi lời muốn nói. Tôi hy vọng là trong cái hàm ý của tôi các anh chị tự hiểu. Giờ công an cũng chẳng thấy làm luôn. Hàng nghìn cái app các bạn. Gõ một cái app cho vay thôi là ở trên mạng đầy hết. Thì cuối cùng là chẳng thấy làm cái gì. Cho mấy cái app này nó tung hoành ngang dọc từ đầu đến cuối. Thực sự là không hiểu luôn. Đấy. Cái bọn app này là cái bọn kinh khủng lắm. Nha. Thì video của mình hôm nay thì mình trao đổi như thế thôi. Mình cũng không muốn nói dài nhiều làm gì mệt cả. Bởi vì mình bị áp lực rất là nhiều. Điện thoại của mình gọi ngày gọi đêm luôn. Rồi chưa kể đến Zalo, rồi nhắn tin gọi điện dọa nạt đủ thứ luôn. Mình rất là bị stress luôn các bạn. Mình thực sự bị stress và mình rất là muốn ngủ một giấc nào đó thật dài luôn. Bây giờ thậm chí là bây giờ mình đang nói chuyện với các bạn nên mình cảm thấy thần trí óc đang mơ mơ màng màng buồn ngủ đây này. Đấy. Thế các bạn ấy chốt lại đấy. Bây giờ các cái tờ báo nó có viết cũng thế rồi à. Công an bây giờ là phải đi lên trên trụ sở của nó để kiểm tra. Thằng này thằng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ một thành viên này, Sài Gòn Credit này, lên nếu kiểm tra tóm hết về chứ còn đợi cái gì nữa. Cuối năm rồi mà chưa thấy làm cái chuyên án nào để tóm bọn áp, toàn tóm đâu đâu không. Thôi được rồi, video giờ mình xin phép dừng ở đây, hơi mệt một chút nhá. Xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn trong video lần sau.